Bây giờ chúng ta nói về cái mạng neuron đơn giản thì đã có cảm nhận thế nào là mạng neuron? Chúng ta sẽ muốn là dự báo liệu cái phông nên là nhạt một tí hay đậm một tí cho những cái màu nền, và có một số ví dụ như màu nền như trong hình 7.1 thì ở trên thì rất là phù hợp màu nhạt, còn ở dưới thì phù hợp màu đậm, rất là cái phông đậm này. Trong cái phòng máy tính ý, một cách để diễn đạt màu sắc rồi dùng là cái hệ red, green, blue, các hệ ba màu này. Thì với cái mỗi giá trị ở giữa từ 0 đến 255 thì diễn đạt cách mà ba cái màu đó được chuẩn với nhau để tạo một mong muốn. Ví dụ như chúng ta ví dụ biểu diễn cái màu như màu đỏ hay màu xanh, màu xanh lá cây hoặc xanh lam chẳng hạn, hoặc màu vàng sẫm chẳng hạn. Chúng ta dùng là như này, đây là màu vàng sẫm này, màu tím là màu hồng thế này, màu đen thì là không không rồi, màu trắng thì là đủ duyên. Từ góc nhìn của học máy tính, hồi tính ở của cái máy học và của hồi quy, chúng ta có ba cái số đầu vào là đỏ, xanh và xanh lá cây, cái biển thì sẽ tạo ra một cái màu nền. Chúng ta cần phải huấn luyện một cái hàm nào đó với những đầu vào như vậy thì đầu ra hay là một cái màu sáng hay màu sẫm, một phông sáng nó sống phù hợp cho cái nền này, chưa ta cần phông sáng trắng hay không đen cho phù hợp cái nền này. Được vậy, thế thì chúng ta có hàng trăm màu được lựa chọn đúng không? Chú ý rằng chúng ta không có tập sâu này đâu, vừa rồi đầu tiên sẽ học cao nhất, nó sẽ đặt tất cả các cái đầu tiên mới là cùng mô tả, hãy bỏ qua những phần chi tiết nhỏ nhỏ ra sau. Bắt đầu với việc tiếp cận như là một cái hành, đầu tiên là điểm ngắt đi dần xuống thấp hơn, xé dần những củ hành ra để những cái nhân ra từ vỏ ngoài, xé dần lên. Đầu tiên chúng ta sẽ coi nó là một cái nhãn, là nhãn là bí mật khoa học và một cái quá trình để lấy đầu vào tạo đầu ra. Ví dụ chúng ta có ba số đầu vào là R, B, G và xử lý một phần nữa, xử lý bên hộp đen của nó, sau đầu ra của nó là số một số không. Việc dự báo đầu ra thì sự thuộc vào các xác suất đầu ra. Xác suất thì là cái mô hình thông dụng nhất trong việc phân nhóm với mạng neuron. Một khi chúng ta thay được cái RBG với cái số giá trị của nó, chúng ta thấy thấy rằng là những giá trị nào mà nhỏ hơn 0.5 ấy thì sẽ là tối, còn lớn hơn 0.5 thì là sẽ là sáng. Được, đây. Đây là giá trị đỏ hồng này. Màu xanh lần này, màu này. Đây, này. Vậy thì điều gì xảy ra trong cái cục trắng này? Chúng ta sẽ thiếu một mảnh nữa của việc neuron đỏ, đó là cái hàm activation, hàm xác định, hàm khởi động gì đó thì ở đây. Nhưng chúng ta sẽ quan tâm sau, đầu tiên phải hiểu rằng là cái gì xảy ra đã. Cái tầng đầu tiên ấy ở bên trái đơn giản là có đầu vào có với ba biến, đó là đỏ, xanh và xanh lá cây. Cái tầng bị ẩn ở giữa thì chú ý chúng ta sẽ có ba nốt, có ba hàm với trọng số và cái sai biệt. Mỗi hàm thì sẽ đầu vào là một số, một cái giá trị đỏ, xanh, là lam. Thì ở đây với mỗi nốt nốt thì ta sẽ có một cái nốt này sẽ lấy là một cái hàm tuyến tính với cái độ dốc là WI và cái độ sai là B. Sau đó cái giá trị đó nhân với nhau và tổng cộng lại với một cái cộng với cả cái giá trị và xi, cái màu đỏ xanh ấy. Thì có một trọng số WI ở giữa mỗi cái đầu nốt đầu vào và cái nốt ở giữa, nó phải đánh dấu ở giữa chẳng hạn này, và một tập các cái trọng số giữa các nốt được dấu và nốt đầu ra. Được rồi, này từ cái trắng sang nốt ghi này. Thì mỗi một cái đầu vào ẩn
Vật liệu đá ẩn này sẽ được thêm một cái là số lệ một cái số lệch bias là đúng sai đó là B. Có nhau đây. X này. X mua một cái trọng số 1, số 2, trọng số 3 của B. Kết quả ra là V kép 1 tổng số 1.0 với 1.1.2 cộng với thằng tổng này. X1 F4 này. F4. Chú ý rằng cái nốt đầu ra chỉ lặp lại cái quy trình như vậy. Lấy kết quả các trọng số và tổng các cái bias từ trong cái tầng trong này ra và để nó ra cái tầng cuối cùng nơi mà một tập các trọng số và bias đã được tạo lập lên. Nó ngắn gọn hơn thì đây là một cái quá trình hồi quy mà chỉ với hồi quy sử dụng được với hai hồi quy tuyến tính và hồi quy logarit. Và đặc biệt là nó nhiều tham số hơn mọi khi dùng thì chỉ có m x cộng b thôi, bây giờ có nhiều hơn trọng số và cái độ sai biệt nó chỉ đấy à nó tu rồi tức là sẽ liên kết à lóc tức là rất là tương tự với giá trị của m b hoặc b1 b0 trong cái hồi quy nguyên tính. Chúng ta sẽ tiến hành gọi là một cái, sử dụng cái stochastic gradient descent tức là cái làm giảm đạo hàm về không trên những cái tập đầu vào ngẫu nhiên và tối thiểu hóa cái hàm mất mát chúng ta như là sử dụng cái hàm hồi quy nguyên tính. Nhưng ta cần công cụ thêm nữa đó là backpropagation tức là lan truyền ngược để anten tức là để cái cái này gọi là gỡ rối là gỡ cái sự rối rắm ta tạo cho nó cái đầu vào cái F1 cái trọng số F1 và B1 này nó đúng hơn chính xác hơn thông qua sử dụng cái một phần đạo hàm một phần của họ nó chúng thông qua cái luật xích này. Chúng ta sẽ quan tâm đến số cuối trước này. Bây giờ quan tâm đến là chúng ta có cái trọng số này, có bias, có độ lệch này. Chúng ta cần phải dùng hàm activation. Cái này là video sau nhé. Ta sẽ nói tạm nhé. Nhưng mà có một ngắn gọn là gì? Ta có hộp đen ở giữa, ta đổ vào, đổ ra tổng của cái này.